Vâng ạ, thưa thầy thì ngày hôm qua thì em nhận được cái bài học rất là sâu sắc thông qua cái game và trong cái game hôm qua thì em là đội trưởng thì thực sự là khi mà trước đó thì em cũng nghĩ rằng là mình sẽ là người mà vào trong này để cùng với đồng đội và chịu trách nhiệm trong cái game đó. Và ngày hôm qua thì em nhận được bài học rất là sâu sắc, rất lớn khi mà vào những cái đoạn gần cuối của cái hit đất ấy, thì thực sự đấy, trong đầu em nghĩ rằng là nếu như ngày hôm nay mà nếu chưa mỗi một mình thôi, doanh nghiệp mình có mỗi một mình ấy, thì mình không thể nào mà có sức để mà mình có thể gượng lên được vào những cái giai đoạn mà nó thực sự là không thể nào nâng cơ thể của mình lên được, em chị. Thì lúc đấy trong đầu em là suy nghĩ nếu như một ngày nào đó mình vùng ngã chẳng hạn, thì lúc đó thì doanh nghiệp của mình rồi bản thân mình cũng không còn nữa. Lúc đấy bản thân là em gần em đã cố, tức là lúc đấy mình không thể nâng được và mình cũng nghĩ rằng là mình buông xuôi, mình hay mình dừng lại, mình không thể nào mình nâng cơ thể mình lên được nữa rồi. Và khi đó đồng đội em bắt đầu vào tiếp sức cùng cho em, thì lúc đấy là mình cảm thấy là cái tinh thần của mình cũng được nâng lên, và đấy mình cũng cảm thấy rất xúc động vì lúc đấy có đồng đội cùng hỗ trợ cùng với mình, chia sẻ cùng với mình, và lúc đấy mình cảm thấy nhẹ hơn, hướng tới cái mục tiêu 450 cái thì chống đẩy nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thì cái bài học sâu sắc nhất của em trong ngày hôm qua đó chính là mình không thể đi một mình được, mà mình phải có đồng đội, đội ngũ, mình có sự gắn kết và có sự đoàn kết. Thì để sau bài học này em sẽ về, em sẽ tiếp tục xây dựng với đội ngũ của mình. Okay. Bài học thứ hai nữa là đó chính là như bạn Vân có chia sẻ thì cũng rất là một số ý của em, thì em thấy đó chính là cái xây dựng về cái văn hóa doanh nghiệp. Thực ra lâu nay thì mình chỉ nói thôi, mình nghĩ là cái đó là cái văn hóa, nhưng mà khi mà học với thầy thì mình thấy được cái sự chi tiết trong đó và có một cái lộ trình nó rất là rõ ràng để mình xây dựng, nó dễ dàng hơn rất nhiều so với việc là mình chỉ nói là cái văn hóa của công ty của chúng ta là như thế này như thế kia. Thực ra mình chưa hiểu rõ được cái bản chất vì sao mình phải xây dựng được cái văn hóa đó, và để giữ chân được cái nhân sự của mình thì em nghĩ rằng là cái điều đó là điều mà thực sự tối quan trọng cho cái doanh nghiệp của mình. Và thứ ba nữa là khi mình xây dựng mục tiêu ấy, thì mình nên sử dụng những cái hình ảnh, những cái con số rất là rõ ràng. Như mình có mục tiêu là xây nhà mua xe, nhưng qua thầy chia sẻ thì em thấy là khi mình đưa cái hình ảnh vào nó sẽ trực quan hơn, nó rõ ràng hơn và nó chi tiết hơn, là mình sẽ chú trọng đến cái mục tiêu của mình hơn thì sẽ hoàn thành được. Tuyệt vời, là cho một tràng pháo tay thật lớn nào.